Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa Chủ nhật ngày 23 tháng 10 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Theo báo cáo tổng kết 9 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng đánh giá thị trường bất động sản trong nước vẫn đang bất ổn, nhà ở xã hội vẫn thiếu trầm trọng. Cụ thể, Bộ Xây dựng cho biết trong thời gian qua đã xuất hiện tình trạng các sàn giao dịch bất động sản cầu kết với nhau để ôm hàng, làm giá, tạo sóng thổi giá và gây sốc ảo nhằm ăn chênh lệch, làm nhiễu loạn thị trường. Giá bất động sản tăng cao gây khó khăn cho những người mua có nhu cầu ở thực. Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan trực thuộc, các địa phương cần theo sát tình hình để kịp thời tham mưu, điều chỉnh phù hợp, hạn chế tác động tiêu cực và đảm bảo thị trường phát triển lành mạnh. Theo số liệu từ công bố kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán, số dư tiền gửi khách hàng tại các công ty chứng khoán vào cuối quý 3 là khoảng 74.000 tỷ đồng, giảm 6.000 tỷ đồng so với cuối quý 2. Nếu so với mức kỷ lục cuối quý 1 năm nay là 100.000 tỷ đồng, thì lượng tiền gửi bị rút ra xấp xỉ ngưỡng 26.000 tỷ đồng. Đây chủ yếu là tiền gửi của nhà đầu tư theo phương thức ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý. Lượng tiền này đang nằm sẵn trong tài khoản nhà đầu tư và chưa thực hiện giải ngân vào thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2022. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thành lập các đoàn thanh tra chuyên đề về hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2022 tại các ngân hàng thương mại có số dư đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cao. Đối với hoạt động cấp tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết cũng đưa vào kế hoạch thanh tra chuyên ngành nhằm phát hiện các vấn đề tồn tại, vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng và đưa ra các kiến nghị, khuyến nghị cụ thể có phần hạn chế rủi ro. Còn theo đánh giá của công ty xếp hạng tín nhiệm FinRatings cho rằng, rủi ro trái phiếu doanh nghiệp với hệ thống các ngân hàng và các tổ chức tín dụng ở Việt Nam là ở mức thấp. Số liệu FinRatings cho thấy dư nợ trái phiếu trên thực tế chỉ chiếm khoảng 4% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam. FinRatings cũng cho rằng các nhà đầu tư tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp nên giữ bình tĩnh và sự tỉnh táo trước các thông tin nhiễu loạn được lan truyền, tránh việc bán tháo và cắt lỗ trái phiếu doanh nghiệp đang nắm giữ mà không đánh giá được sức khỏe tài chính của doanh nghiệp phát hành. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh cúm gia cầm AH5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công điện khẩn về việc tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố và chính quyền các cấp tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch, đề nghị thực hiện nghiêm việc kiểm dịch tại gốc, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm, nghiêm cấm việc buôn bán vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm vào Việt Nam, tuyệt đối không buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm mắc bệnh, vứt xác gia cầm, chất thải chưa qua xử lý trong môi trường, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, báo cáo dịch bệnh theo quy định, hàng ngày tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi. Từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước đã xảy ra 34 ổ dịch cúm gia cầm tại 19 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy là trên 77.000 con gia cầm. Thưa quý vị và các bạn, để thúc đẩy sản xuất, nâng cao giá trị cho nông sản, ngành nông nghiệp tỉnh đang chú trọng thu hút các doanh nghiệp có năng lực tham gia liên kết với nông dân. Doanh nghiệp có thế mạnh về tìm kiếm đầu ra, kết nối tiêu thụ, nông dân tập trung sản xuất các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường. Từ đó hình thành nên chuỗi cung cầu nông sản mang tính bền vững. Khánh Vĩnh là huyện miền núi của tỉnh Khánh Hòa, với đông người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Song địa phương lại có những đặc sản được thị trường đón nhận tích cực như bưởi da xanh, mật ong rừng. Cũng nhờ vào các loại nông sản này mà người dân đã bước đầu có nguồn thu nhập tốt hơn. Huyện đã hình thành các vùng chuyên canh cây ăn quả quy mô lớn, sản xuất hàng hóa tập trung để tăng năng suất các mặt hàng nông sản này. Tuy nhiên, thời gian qua, việc tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là vào thời điểm bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tổng số vườn bưởi của mình ở đây là 4.000 cây, trồng vào tháng 9 năm 2017, thì bắt đầu là cho thu hoạch là từ năm ngoái rồi. Năm ngoái thì mỗi sản lượng của mỗi một tháng là nó được khoảng 12 đến 15 tấn. Đấy. Thì năm ngoái thì là bói thì nó bị dịch bệnh rồi là lúc cũng chưa tìm được các mối mua bán thì nó cũng là chưa đủ được chi phí. Nhưng mà sang đến năm nay thì đã cũng kết hợp được doanh nghiệp Ngân Nguyễn của ngoài thị trấn Khánh Vĩnh vào thu mua tại đây thì giá nó cũng tạm ổn, tháng nào nó cũng đều, cũng tốt cả. Với người trồng bưởi ở Khánh Vĩnh nói riêng và người nông dân trong tỉnh nói chung, hầu như chỉ mới tập trung vào việc sản xuất, trong khi vấn đề tìm kiếm thị trường tiêu thụ lại chưa được chú trọng.
Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh, Khánh Hòa hiện có trên 11.000 hecta trồng các loại cây ăn quả có thế mạnh tại các địa phương. Sản lượng bình quân hàng năm đạt khoảng 48.000 tấn. Đây là những loại cây trồng được kỳ vọng sẽ giúp nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Thế nhưng nông sản làm ra chủ yếu được tiêu thụ nhỏ lẻ, manh mún qua thương lái, nên thiếu tính ổn định cả về sản lượng và giá cả thu mua. Vì vậy, việc có doanh nghiệp đứng ra bao tiêu sản phẩm với giá cả ổn định đang là mong muốn của nhiều nông dân. Chúng tôi đã đưa ra được thị trường, đó là thị trường ở trong nước. Đầu tiên đó là các siêu thị, các chợ đầu mối ở khu vực phía Bắc là chủ yếu. Hàng tháng chúng tôi có thể tiêu thụ từ 100 đến 150 tấn bưởi. Và cái thời kỳ mà đỉnh cao nhất là một tháng chúng tôi tiêu thụ được 400 đến 500 tấn bưởi. Và hiện tại tôi đang tập trung đẩy mạnh các sản phẩm là người nông dân trồng ra mà chúng ta không có nguồn tiêu thụ thì giờ tôi đã tiêu thụ cho dân. Cái thứ hai là tăng thêm thu nhập cho người dân bằng cách là người dân có thể là đi thu mật từ rừng về và chúng tôi làm thương hiệu để giới thiệu riêng cái đặc sản của huyện Khánh Vĩnh nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung. Hiện nay đối với các sản phẩm chủ lực như bưởi da xanh Khánh Vĩnh, sầu riêng Khánh Sơn đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, toàn tỉnh cũng đã hình thành nên các vùng trồng nông sản quy mô lớn với tổng diện tích canh tác gần 480 hectare, tạo ra các sản phẩm chất lượng đạt tiêu chuẩn Việt Gáp hướng đến thị trường xuất khẩu. Chúng tôi cũng đã xuất khẩu cho bà con nông dân về bưởi, đó là đi Trung Quốc, đi Lào và sắp tới chúng tôi sẽ có cái hướng là sắp đi Hàn Quốc. Chúng tôi cũng đã tham gia một cái diễn đàn của các nước ASEAN khu vực Đông Nam Á thì đã được các khách hàng đánh giá rất là tốt và họ cũng có ngỏ ý là sắp tới sẽ có những cái chương trình hội chợ giao thương giữa các nước thì chúng tôi có thể là mang sản phẩm đến các nước của họ, ví dụ như Lào, Campuchia, Indo. Và cũng có thể là chúng tôi sẽ đi sang Thái Lan trong cái kỳ sắp tới và hy vọng là cái sản phẩm của mình không những chỉ được đón nhận trong nước mà sẽ được đi rộng hơn trong quốc tế trong thời gian tới. Cái mối liên kết giữa doanh nghiệp, người sản xuất và đóng gói để xuất đi nước ngoài đó thì cũng hiện nay còn tiếp tục cái hướng đó. Và hiện nay ngành nông nghiệp có chỉ đạo chi cục trồng trọt, chi cục thủy sản và chi cục quản lý chất lượng phối hợp với nhau, bên cạnh đó cái chi cục chăn nuôi thú y nữa. Phối hợp nhau để hình thành những cái mỏ vùng theo cái hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp để đẩy mạnh cái định danh, định vùng cho những cái sản phẩm nông nghiệp để mà kết nối tiêu thụ tốt hơn. Có thể thấy doanh nghiệp không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cung cầu nông sản mà còn tạo ưu thế cho đặc sản của Khánh Hòa khi vươn tầm ra thị trường thế giới. Chính vì thế, để đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm chủ lực, ngành nông nghiệp tỉnh cần có cơ chế chính sách thu hút, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến, bảo quản nông sản, phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất với nông dân, qua đó góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao lợi thế cạnh tranh cho nông sản địa phương, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, sau một mùa hè sôi động của du lịch nội địa, bước sang mùa du lịch thấp điểm hiện nay, nhiều chương trình kích cầu thu hút du lịch được tỉnh Khánh Hòa triển khai để nỗ lực thu hút du khách trong và ngoài nước. Trong đó, liên kết vùng để phát triển được xem là một trong những giải pháp cần thiết trong hoạt động du lịch. Đây cũng là chìa khóa để Khánh Hòa và các địa phương đa dạng hóa những hoạt động và sản phẩm du lịch độc đáo, đáp ứng nhu cầu của du khách. Một trong những sản phẩm du lịch độc đáo được Khánh Hòa khai thác trong năm nay là tour theo dấu chân bác sĩ Alexander Jackson. Đây là tour du lịch trải nghiệm văn hóa, khám phá những dấu ấn di sản của nhà khoa học lừng danh trong hơn nửa thế kỷ ông sống và làm việc ở Nha Trang Khánh Hòa. Khi các sản phẩm du lịch biển đảo đã quá quen thuộc, thì du lịch văn hóa tâm linh như thế này cũng đem lại nhiều trải nghiệm mới lạ cho du khách. Đặc biệt với sản phẩm du lịch này, các đơn vị lữ hành có thể sẽ triển khai liên kết, tạo nên các tour tuyến hấp dẫn giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng. Ngay thì chúng tôi đang khởi động về và chạy chính cái tuyến điểm về bác sĩ Alexander Jackson. Thì chúng tôi đang thử nghiệm cũng như đang đo lường sự tín hiệu, sự quan tâm của du khách đến với chương trình về bác sĩ Alexander Jackson. Và trong thời gian chúng tôi dự tính trong giai đoạn là 6 tháng để mà khi khách hàng đã làm quen dần và cũng đã đến với tìm hiểu bác sĩ Alexander Jackson thì sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục trong quá trình thực hiện chúng tôi cũng xây dựng và tìm hiểu cũng đơn cái tuyến điểm từ tìm hiểu bác sĩ Alexander Jackson tuyến từ Nha Trang Khánh Hòa cho đến Đà Lạt. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các điểm đến trong và ngoài khu vực như hiện nay thì liên kết vùng trong hoạt động du lịch là xu thế tất yếu. Thông qua các hoạt động xúc tiến liên kết vùng sẽ tạo nhiều cơ hội mở rộng thị trường du khách giữa các địa phương.
Bởi vậy, những năm gần đây, Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch Nha Trang Khánh Hòa đã ký kết hợp tác phát triển du lịch với nhiều tỉnh lân cận như Lâm Đồng, Đắk Lắk. Doanh nghiệp du lịch các tỉnh cũng đã kết hợp để xây dựng những tour tuyến du lịch hấp dẫn, thu hút du khách như Biển Vào Hoa, tour Nha Trang Đà Lạt, Biển Xanh kết nối Đại Ngàn, liên tuyến Khánh Hòa và Đắk Lắk. Hiệp hội du lịch của hai địa phương cũng như các doanh nghiệp du lịch giữa hai địa phương xây dựng những cái gói sản phẩm chung. Bởi vì Đắk Lắk và Khánh Hòa đã thường xuyên mời các doanh nghiệp lữ hành cũng như các hiệp hội du lịch đến với nhau để mà khảo sát những cái sản phẩm mới, để xây dựng những cái sản phẩm mới chung để mà thu hút khách đến với nhau. Mà không chỉ là khách của hai địa phương không đâu, mà các khách đến với Đắk Lắk, ở các nơi đến với Đắk Lắk thì cũng có thể xuống kết nối với Khánh Hòa, hoặc là khách ở các nơi đến với Khánh Hòa thì cũng sẽ kết tour đến với Đắk Lắk Tây Nguyên. Đặc biệt, mới đây, tỉnh Khánh Hòa đã ký kết hợp tác với Hiệp hội Du lịch Bình Định và Phú Yên để triển khai tour Một Hành Trình 3 Điểm Đến, đem lại nhiều trải nghiệm mới cho du khách. Công tác liên kết sản phẩm không riêng gì giữa là các doanh nghiệp với doanh nghiệp trong tỉnh, mà còn phải liên kết vùng, vùng miền giữa các địa phương với nhau để tạo một cái khối thống nhất và đa dạng hóa về sản phẩm. Thì hiện nay thì bên cạnh cái việc là các doanh nghiệp nỗ lực vào cuộc rồi là làm mới các sản phẩm, thì công tác xúc tiến quảng bá cũng phải được chú trọng, và cái việc liên kết với lại các hãng hàng không để phát triển các cái đường bay. Vấn đề liên kết nó rất quan trọng. Nó là một trong những yếu tố để tạo những cái sản phẩm du lịch ở đẳng cấp cao, và nó tận dụng được những cái lợi thế của các cái đối tượng tham gia liên kết, mà cụ thể đây là các địa phương tham gia liên kết. Thế thì đấy là một cái cách tiếp cận để làm sao đảm bảo thu hút khách du lịch nói chung và đặc biệt là khách du lịch quốc tế. Vì đẩy mạnh liên kết vùng là điều cần thiết và phù hợp trong phát triển du lịch hiện nay. Bởi lẽ sản phẩm du lịch mỗi địa phương đều có sự khác biệt và có thể bổ trợ cho nhau. Từ đó có thể xây dựng thành tour du lịch hấp dẫn để thu hút và giữ chân du khách. Tuy nhiên hiện nay, việc liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sự gắn kết chặt chẽ. Hoạt động hợp tác phát triển du lịch nói chung và việc liên kết trong quảng bá xúc tiến du lịch nói riêng, nhìn chung mới chỉ dừng lại ở hình thức trao đổi kinh nghiệm. Chính vì vậy, để liên kết vùng phát huy được hiệu quả thực chất, cần có chương trình hành động cụ thể, đòi hỏi sự vào cuộc của Hiệp hội Du lịch các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để kết nối, hợp tác cùng phát triển. Theo dữ liệu mới nhất từ Kaspersky Security Network, trong quý 3 năm nay, Kaspersky đã bảo vệ 24,2% người dùng tại Việt Nam khỏi các mối đe dọa trực tuyến. Việt Nam xếp thứ 74 trên toàn thế giới về mối nguy hiểm liên quan đến việc lướt web. Công ty an ninh mạng toàn cầu này cũng đã phát hiện và ngăn chặn hơn 30 triệu sự cố ngoại tuyến, với 37,6% người dùng Việt Nam bị tấn công bởi các phần mềm độc hại lây lan qua ổ cứng di động, CD, DVD và các phương thức ngoại tuyến khác. Mặc dù số lượng các cuộc tấn công mạng ở Việt Nam có xu hướng giảm trong thời gian gần đây, nhưng mức độ thiệt hại của chúng đang dần trở nên nghiêm trọng hơn. Phần cuối chương trình là một số tin vắn hoạt động thể thao diễn ra trên địa bàn tỉnh dịp cuối tuần này. Giải vô địch các câu lạc bộ boxing tỉnh Khánh Hòa năm 2022 vừa được Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa. Tham dự giải lần này có 55 võ sinh, trong đó có 48 nam, 7 nữ đến từ 12 câu lạc bộ boxing trên địa bàn tỉnh. Trong 3 ngày thi đấu, các võ sinh tranh tài ở hai nội dung nam nữ trẻ và vô địch với 12 hạng cân từ 46 kg đến 81 kg. Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tạo cơ hội cho các võ sinh được giao lưu học hỏi, có sát tích lũy kinh nghiệm thi đấu, qua đó thúc đẩy sự phát triển phong trào tập luyện boxing tại các câu lạc bộ địa phương trên địa bàn tỉnh. Giải cũng là dịp để ban tổ chức tuyển chọn võ sinh năng khiếu bổ sung vào đội tuyển trẻ vô địch, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng đào tạo, chuẩn bị cho việc tham dự giải toàn quốc trong năm tới. Còn trong sáng nay tại thành phố Nha Trang, các thành viên thuộc câu lạc bộ Nha Trang Runner tổ chức hoạt động chạy bộ tiếp sức mang tên Kumon Running Day với hơn 150 thành viên tham gia. Với hình thức chạy tiếp sức, các vận động viên được chia thành 20 đội và mỗi người phải hoàn thành quãng đường 2,8 km. Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng thời tạo sân chơi cho cộng đồng yêu thích bộ môn chạy bộ ở Nha Trang, cùng nâng cao sức khỏe, tăng cường mối giao lưu, đoàn kết và hỗ trợ nhau trong công việc giữa các thành viên. Câu lạc bộ Nha Trang Runner chỉ vừa mới được thành lập, song đã thu hút khá nhiều thành viên tham gia, góp phần giúp phong trào rèn luyện thể dục thể thao trên địa bàn thành phố ngày một phát triển.
Còn trong chiều qua, lễ khai mạc giải bóng đá trẻ Hà Tĩnh lần thứ 8 năm 2022 đã diễn ra tại thành phố Nha Trang. Tham dự giải có 9 đội bóng với hơn 180 vận động viên quê Hà Tĩnh, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Khánh Hòa. Các đội được chia thành hai bảng, đá vòng tròn tính điểm, chọn hai đội nhất nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết chung kết. Giải bế mạc vào ngày 29 tháng 10. Đây là giải đấu thường niên, là cơ hội để những người con của mảnh đất Hà Tĩnh xa quê được gặp gỡ, giao lưu, tạo sự đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như trong công việc. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.